Xin kính chào quý vị khán giả, Minh Huyền rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Ukraine từng kỳ vọng sẽ kết thúc chiến sự trong năm 2023 bằng chiến dịch phản công quy mô lớn, nhưng điều này đã không xảy ra khi họ không thể xuyên thủng phòng tuyến kiên cố được Nga đã củng cố trong nhiều tháng qua. Chiến dịch phản công bế tắc khiến không ít người cho rằng Ukraine sẽ không có bất kỳ cơ hội nào đánh bại lực lượng Nga để giành lại những vùng lãnh thổ quan trọng, dẫn đến việc lãnh đạo nước này phải chấp nhận ngừng bắn. Thực tế cho thấy giao tranh hiện nay ở Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc và một điều khá rõ ràng là xung đột sẽ tiếp diễn trong năm 2024. Nhưng diễn biến trên chiến trường Ukraine năm 2024 sẽ phụ thuộc vào một số nhân tố từ những tính toán địa chính trị, các cuộc bầu cử, vận chuyển vũ khí và mức độ đạn dược sẵn có. Cho đến nay, nguồn cung vũ khí của Ukraine cũng chủ yếu phụ thuộc vào kho đạn dược được các nước phương Tây cung cấp, nhưng nó lại không phải là vô hạn và đang có dấu hiệu cạn kiệt dần. Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw vào đầu tháng 10, Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO cho biết, chúng ta đang nhìn thấy đáy thùng. Chúng ta đã hỗ trợ nhiều hệ thống vũ khí và đạn dược cho Ukraine, nhưng không phải từ một kho dự trữ đầy đủ, mà từ kho dự trữ đã vơi đi một nửa hoặc vơi đi rất nhiều ở châu Âu. Hiện các loại khí tài quân sự đang cạn kiệt. Thế nhưng tin tức từ Mỹ còn ảm đạm hơn nhiều. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy sự ủng hộ của người Mỹ dành cho Ukraine đã suy yếu. Những người ủng hộ viện trợ của Mỹ chỉ ra, phần lớn hỗ trợ quân sự cho Ukraine thực sự là hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Họ cũng cho rằng cuộc chiến ở Ukraine đang tàn phá tài sản quân sự của Nga. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine làm cạn kiệt kho dự trữ quân sự và suy giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của Mỹ. Nhiều người đã lên tiếng kêu gọi tăng cường giám sát viện trợ Ukraine do chính phủ nước này có lịch sử tham nhũng. Trước đó, chính quyền ông Biden đã đề xuất gói viện trợ cho Ukraine nhưng vấp phải sự phản đối từ Đảng Cộng hòa tại Quốc hội. Đảng Cộng hòa muốn gói viện trợ đề xuất phải đi đôi với các biện pháp kiểm soát nhập cư cứng rắn hơn dọc biên giới Mỹ-Mexico. Một số nhà lập pháp vẫn phản đối dự luật chi tiêu khẩn cấp bổ sung và muốn thấy khoản viện trợ này của Ukraine được lồng ghép vào ngân sách thường xuyên của năm 2024. Lựa chọn khả dĩ đối với Ukraine là tìm kiếm sự đóng góp nhiều hơn từ các quốc gia ủng hộ ngoài Mỹ. Cho đến nay, gần 50 quốc gia đã cung cấp một số hình thức viện trợ quân sự cho Ukraine, nhưng không có quốc gia nào có nguồn lực quân sự sẵn có để thay thế viện trợ Mỹ. Vấn đề vẫn chưa dừng lại ở đó, khi chỉ còn chưa đầy một năm nữa là diễn ra cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ. Các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa có nhiều quan điểm khác nhau về viện trợ bổ sung cho Ukraine. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley là người ủng hộ mạnh mẽ viện trợ cho Ukraine, trong khi cựu tổng thống Donald Trump và thống đốc bang Florida Ron DeSantis lại phản đối. Ngay cả khi xung đột Nga-Ukraine có kết thúc vào năm 2024, các cuộc tranh luận tại Quốc hội về việc hỗ trợ Ukraine sẽ vẫn tiếp tục, bất kể ai được bầu làm tổng thống, bởi Mỹ sẽ là một trong những nhà tài trợ chính giúp tái thiết Ukraine, quốc gia chịu thiệt hại ước tính khoảng 150 tỷ đô la Mỹ do chiến sự. Cựu tổng thống Donald Trump hiện vẫn là ứng cử viên sáng giá chính thức của Đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. Kịch bản ông Trump một lần nữa quay trở lại Nhà Trắng hoàn toàn có thể xảy ra, cho dù ông đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ pháp lý. Nếu tái đắc cử, ông Trump có thể thay đổi chính sách của Mỹ đối với Ukraine. Việc ông Trump từ chối cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine sẽ gióng lên hồi chuông cảnh báo không chỉ ở Kiev mà còn trên khắp châu Âu, khu vực sẽ chịu tác động lớn từ sự thay đổi chính sách của Mỹ. Một số nhà phân tích cho rằng, Nga nhận thức rất rõ về kịch bản này và chiến lược của Moscow trong ngắn hạn và trung hạn là chờ đợi cho đến khi có sự thay đổi lãnh đạo ở Mỹ. Khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng, có khả năng rất lớn Mỹ cũng sẽ rút lại các viện trợ cam kết cho Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu trên kênh truyền hình hồi tháng 10 đã nói rằng Ukraine sẽ chỉ tồn tại được một tuần nếu không có viện trợ quân sự và tài chính của phương Tây. Những nỗ lực đang được thực hiện để cải thiện tình hình với việc các nước Mỹ và châu Âu đang làm việc để tăng cường sản xuất đạn pháo cũng như các loại đạn dược khác. Gần đây, Ukraine tuyên bố nước này sẽ tăng cường sản xuất vũ khí nội địa và tham gia một loạt thỏa thuận sản xuất chung với các đối tác quốc tế. Mặc dù có những dấu hiệu tiến triển về việc giải quyết nguồn cung đạn dược của Ukraine, nhưng để đạt được bất kỳ đột phá lớn nào thì sẽ cần nhiều thời gian. Trong khi đó, cường độ sử dụng đạn pháo dọc 1.000 km tiền tuyến đồng nghĩa với việc mức độ sản xuất hiện nay chưa thể đáp ứng được các nhu cầu của Kiev cho tới nửa sau năm 2024 hoặc đầu năm 2025. Thiếu đạn dược không phải là vấn đề mới với quân đội Ukraine. Một giải pháp hiệu quả hiện nay là tăng cường sử dụng thiết bị không người lái. Chiến trường Ukraine sẽ chứng kiến việc vũ khí này được triển khai nhiều hơn vào năm 2024. Tuy nhiên, sự thiếu hụt các loại đạn dược chủ chốt có thể sẽ định hình tính toán chiến lược của Ukraine trong mùa xuân và mùa hè sắp tới. Các kế hoạch quân sự của Ukraine có thể sẽ phản ánh những tính toán địa chính trị của nước này.
Kiev đang theo dõi với sự cảnh báo ngày càng gia tăng trong những tháng gần đây khi vấn đề hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đối mặt với những trở ngại do các vấn đề chính trị trong nước. Với việc Washington sắp bước vào năm bầu cử, nhiều người Ukraine lo ngại các đợt vận chuyển vũ khí tương lai từ Mỹ có thể bị trì hoãn hoặc gián đoạn. Dù vậy, nguồn cung vũ khí không ổn định sẽ gia tăng sức ép lên giới quân sự Ukraine với những tính toán thận trọng hơn, bởi các chỉ huy phải tìm cách dự trữ nguồn lực hạn chế của mình. Trái với Ukraine, Nga không đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng vào năm 2024. Với sự gia tăng ngân sách quốc phòng chưa từng có, quân đội Nga sẽ được đảm bảo nguồn cung vũ khí và hậu cần năm tới. Tuy nhiên, nếu Nga tập trung vào các cuộc tấn công quy mô lớn, thì ngay cả khi tăng sản xuất trong nước, Moscow có lẽ sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu của quân đội. Một nhân tố then chốt khác quyết định tình hình xung đột năm 2024 là những ưu tiên chính trị của Nga. Điện Kremlin có lẽ sẽ chọn tiếp tục ở thế phòng thủ và tập trung vào việc củng cố các vùng lãnh thổ đã giành được. Dù vậy, giới quan sát phương Tây cho rằng có thể Tổng thống Putin sẽ ra lệnh cho các chỉ huy nối lại các chiến dịch tấn công quy mô lớn để hoàn tất việc kiểm soát 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine mà nước này sáp nhập vào tháng 9 năm ngoái. Hiện nay, một chiến lược phòng thủ dường như sẽ đáp ứng mục tiêu chính trị chính của Nga, đó là đóng băng xung đột dọc tiền tuyến hiện tại. Việc Ukraine không thể đạt được đột phá lớn trong cuộc phản công vừa qua đã khiến ngày càng nhiều tiếng nói kêu gọi hai bên quay lại bàn đàm phán. Nếu Nga có thể lặp lại thành công trên vào năm 2024, Ukraine sẽ gặp khó khăn hơn trong việc duy trì sự ủng hộ quốc tế để tiến hành các chiến dịch tấn công lớn trong tương lai. Tiến triển chậm của Ukraine trước phòng tuyến kiên cố của Nga trong cuộc phản công hiện tại có thể khiến các chỉ huy của Kiev lựa chọn các chiến thuật khác trong năm 2024, thay vì dựa vào các cuộc tấn công trực diện vào các vị trí của Nga. Ukraine có lẽ sẽ tìm cách bảo toàn khả năng tấn công, đồng thời tập trung vào việc làm tiêu hao sức mạnh quân sự của đối phương. Bất kỳ sự dịch chuyển nào của Ukraine nhằm hướng đến một cuộc xung đột tiêu hao đều có thể bao gồm việc mở rộng đáng kể danh sách mục tiêu ở Crimea và bên trong nước Nga. Những nỗ lực này có thể sẽ phụ thuộc vào việc các tiêm kích F-16 và tên lửa hành trình tầm xa đến tay Kiev trong thời gian tới. Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây cho biết Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa ATAK do Mỹ cung cấp trong cuộc xung đột với Nga. Trước đó, tờ tạp chí Phố Wall cũng đưa tin Washington đã bí mật cung cấp vũ khí này cho Kiev. Nếu Ukraine lựa chọn tập trung vào cuộc xung đột tiêu hao trong năm 2024, điều này sẽ tạo ra rủi ro chính trị đáng kể cho Kiev. Quân đội Ukraine có thể sẽ bảo toàn lực lượng và trang thiết bị cho cuộc tấn công mới vào năm 2025 khi sản xuất vũ khí của phương Tây tăng lên. Dù vậy, điều này sẽ đánh dấu thêm một năm nữa Kiev không thể đạt được bất kỳ thành quả đáng kể nào. Đây có thể là một động lực thúc đẩy nhiều tiếng nói quốc tế kêu gọi Kiev thỏa hiệp với Điện Kremlin. Cả Nga và Ukraine hiện đều chưa sẵn sàng đàm phán. Thay vào đó, cả hai bên vẫn tiếp tục lựa chọn giải pháp quân sự và hướng đến các chiến dịch mới năm 2024. Giới lãnh đạo Ukraine hiểu họ phải giành lại đà tiến công đã mất trong cuộc phản công gần đây và duy trì sự ủng hộ quốc tế vốn có vai trò then chốt với nỗ lực quân sự của nước này. Nhận định về tình hình Nga-Ukraine năm 2024, theo cựu lãnh đạo Ủy ban quân sự NATO, Tổng thống Sergei Pet Pavel, một sự thay đổi đáng kể có thể diễn ra trên chiến trường Ukraine và hậu quả của nó sẽ phụ thuộc vào cuộc bầu cử ở Mỹ và Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sernam Sparavi, ông Pavel nêu rõ, diễn biến xung đột ở Ukraine cho thấy chúng ta có thể sẽ chứng kiến một số thay đổi đáng kể trong năm tới. Cho đến nay, mọi thứ đều chỉ ra một thực tế là nó sẽ không diễn ra theo hướng tích cực nhất như chúng tôi mong muốn, sẽ có một tình huống mới mà chúng ta phải giải quyết. Tổng thống Pavel giải thích rằng, ông đang đề cập đến cuộc bầu cử tổng thống ở Nga, nơi có kết quả gần như được xác định trước, và ở Mỹ, nơi kết quả không quá chắc chắn. Tổng thống Sắc nói, kết quả của cuộc bầu cử cũng sẽ dẫn đến một số thay đổi trên chiến trường. Suy cho cùng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng, không thể có đàm phán hòa bình cho đến khi kết quả bầu cử Mỹ rõ ràng. Tổng thống Pavel lưu ý rằng, tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga là một cách bày tỏ kỳ vọng của ông rằng Donald Trump, người mà ông có thể tìm được điểm chung bất kể Ukraine hay phần còn lại của châu Âu nghĩ gì, sẽ trở lại nắm quyền. Ông Pavel nhấn mạnh, tất nhiên đây là một tình huống chắc chắn không có lợi cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ xem kịch bản mà ông Putin hy vọng sẽ thành hiện thực đến mức nào. Cơ quan tình báo quân sự Estonia đã ước tính rằng, ngân sách năm 2024 được Tổng thống Putin phê duyệt gần đây sẽ cho phép Nga tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine với cường độ tương tự như hiện nay. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin rằng nếu cựu Tổng thống Trump quay trở lại nắm quyền, ông có kế hoạch bổ nhiệm những người trung thành vào các vị trí chủ chốt trong Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Tình báo Trung ương để thực thi chính sách của riêng mình. Theo cây bút Marcus Walker của tạp chí Phố Wall, xung đột Nga-Ukraine sẽ kéo dài sang năm thứ ba. Trong một cuộc giao tranh kéo dài như vậy, Nga được cho là sẽ chiếm ưu thế hơn cả về quân sự, chính trị và kinh tế. Cụ thể, trong bài phân tích, tác giả Walker chỉ ra, Nga có khả năng bổ sung lực lượng nhiều hơn so với Ukraine.
Trong khi đó, thế bế tắc chính trị ở Mỹ và châu Âu sẽ cản trở dòng chảy vũ khí và viện trợ của những nước này cho Kiev. Bài viết lập luận, sự hỗn loạn của phương Tây và khả năng ngày càng tăng của Nga về nguồn nhân lực và công nghiệp cho cuộc xung đột, báo hiệu một năm đầy khó khăn sắp tới đối với phòng thủ của Ukraine. Tạp chí Phố Quân cho rằng, phương Tây coi mục tiêu của Ukraine khôi phục toàn bộ biên giới là không thực tế. Thậm chí một số quan chức châu Âu lo ngại vị thế của Ukraine trên chiến trường có thể lung lay trong mùa đông này. Tạp chí Phố Quân phân tích, ngoài ra, thiếu đạn dược cũng đồng nghĩa với Ukraine không thể tiến hành một cuộc phản công lớn khác trong ngắn hạn. Việc quân đội Ukraine thiết lập thành công đầu cầu ở bờ đông sông Dnipro ở tỉnh Kherson chỉ là điểm sáng nhỏ hiếm hoi. Trong khi đó, các sĩ quan Ukraine và chuyên gia phương Tây tin rằng quân đội Ukraine tuy đã kiệt sức, nhưng vẫn có thể tổ chức phòng thủ hiệu quả bằng cách huy động nguồn lực và hạn chế Nga đạt được lợi ích cục bộ. Bộ Quốc phòng Ukraine đang lên kế hoạch xây dựng các công sự phòng thủ mới sau khi chứng kiến các công sự của Nga ở miền nam Ukraine hoạt động hiệu quả như thế nào trong mùa hè vừa qua. Tác giả Walker cũng chỉ ra, những hạn chế của quân đội Nga trong cuộc tấn công thể hiện trong trận chiến khốc liệt giành thành phố Avdiivka ở miền đông Ukraine cho thấy họ có thể chỉ đạt được những bước tiến nhỏ hơn là một bước đột phá. Dù có nhiều lợi thế hơn, nhưng Nga cũng bộc lộ những hạn chế như trang thiết bị, phương tiện tác chiến của họ thường cũ hơn, chất lượng thấp hơn so với ở giai đoạn đầu xung đột. Tương tự Ukraine, lực lượng Nga cũng gặp khó trong việc tiến quân qua địa hình mở bị giải mìn, khi bên trên là máy bay không người lái của đối phương có thể tập kích bất cứ lúc nào. Michael Kopman, học giả nghiên cứu cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế Mỹ nhận định, năm 2024, lợi thế chủ yếu nghiêng về phía Nga, nhưng chúng không đủ tính quyết định để giúp Nga đạt được các mục tiêu chính trị. Ông Kopman cho rằng, năm tới có thể được coi là năm xây dựng để tái thiết quân đội Ukraine. Theo ông, Kiev nên cải thiện việc huy động và huấn luyện quân đội, từ bỏ chiến dịch phản công và củng cố phòng tuyến của mình. Chuyên gia Kopman dự báo, nếu điều đó không xảy ra, thì năm tới có thể sẽ trở thành bước ngoặt, sau đó Ukraine sẽ ngày càng rơi vào thế bất lợi. Theo ông Kopman, nếu Ukraine không có những cách tiếp cận đúng đắn và không có sự hỗ trợ của phương Tây, triển vọng chiến thắng của Ukraine cũng rất mờ mịt.